Vậy tình yêu nó là cái gì? Nó xuất phát từ cái góc vấn đề thế này. Con người ta, cái chị và tôi đều giống hệt nhau, đều là đàn cả, đàn ông hay đàn bà. Từ cái phân tích vừa rồi thì con người ta nó cùng một lúc nó cần 5 cái thì nó mới sống được, và nếu nó thiếu thì nó phải cân bằng lại. Một là nhân tố thể xác, mày à mày tao phải khỏe, và thượng đế nó bắt tao là nhìn thấy gái phải ham thì cái nòi giống nó mới giữ được, và vì cái ham đó mà tao không đạt là tao chết mẹ tao, vì đó là nhu cầu vân vân. Người đối diện một sự ngưỡng mộ, khen láo còn hơn là chê thiệt. Mày ao về chứ tình cảm là một, mày thích tao không? Mày ghét tao không? Tao yêu mẹ gì mày? Đúng mà mày. Cho nên đây là phản xạ tự nhiên của tình cảm. Về nhà là chỉ khen chồng hàng xóm. Ở đâu ra cái thói? Mày không chê chồng mày, mày không ngưỡng mộ chồng mày được đâu à? Cho nên là cái thằng kia nó dính mẹ, cái con kia là con gái Cần Thơ nó dính ngay. Vì gái Cần Thơ nó khôn lắm. Cái mẹ thằng này mở mồm nói một câu cực ngu, không bao giờ nó chậm. Làm sao tao lấy được mày là tao tính chậm. Nó khôn lắm. Thế là nói câu rất ngu. Thế hại, thật thế hại, ngu, mắt nó đầy ngưỡng mộ à. Khiếp, sao anh giỏi thế? Bao giờ thì em bằng được anh, nếu mẹ ông ấy dính đòn. Con gái ngoài Bắc chỉ cần nói thôi, mắt ông mù à, đủ mà, chả thấy con vợ ngưỡng mộ mình cái gì cả. Mà ở công ty có một con nó ngưỡng mộ, nó không cặp bồ mới là lạ, hiểu chứ? Tôi nói thật, đã viết báo phải phân tích cho rạch ròi, chứ không phải lúc nào cũng bênh đàn bà được đâu, mà không bênh đàn ông thuần túy được đâu, cả hai bên đều có lỗi rất nặng. Thế tại sao gia đình tôi mẹ sống với nhau 38 năm? Tôi bỏ mẹ vợ thì chuyên đề này tôi nghĩ tôi nói tôi không đủ tư cách nói. Các bạn sống 38 năm đấy, các bạn sẽ thấy. Thì mẹ chỉ sau 8 năm đấy, nhìn thấy con vợ tự nhiên muốn gọi 113 cái bạn. Nhàm chán và so sánh giết chết mọi em, không cho đạt. Nói thì không nghe, vơ vài vơ vẩn. Mà chỉ cần 4 cái biến đó, 1 biến nó dùng là 3 biến còn lại hỏng hết. Sự nghiệp mà hỏng hỏng hết, mà gia đình hỏng hết, mà sức khỏe hỏng hết, chứ không có cách nào mà làm quyết định cả. 4 cái đều quyết định. Ok. Yếu tố số 6 các bạn ạ. Yếu tố số 6 làm cho bố mình mẹ làm việc không biết mệt mỏi, đó là sự liên minh. Liên minh về trí tuệ. Tức là gì? Hai đứa làm việc trên nền tảng tôn trọng và bàn bạc lẫn nhau. Và hôm nay tôi đi làm trên nền tảng tôi làm theo hệ giá trị của tôi, và tôi nhường nhịn vợ tôi, và tôi tôn trọng vợ tôi. Hệ giá trị của tôi, đàn ông nó phải bay ra khỏi cửa, từ mẹ 2 giờ đêm mới về thì mới làm sự nghiệp được. Nhưng vợ tôi không muốn như thế, vì hình như hệ giá trị của vợ tôi là gia đình phải quan trọng hơn, mà tôi thì hệ giá trị là sự nghiệp quan trọng hơn. Và tôi bắt đầu dung hòa là liên minh với trí tuệ lại. Vì vợ tôi nói như vậy mà tôi khinh bỉ, đó là điều tôi mất dạy. Vì vợ tôi có trí tuệ của vợ tôi, vậy tôi sẽ liên minh bằng một hành vi dung hòa nào đó. Ok. Cho nên tôi ở trong Sài Gòn nó gọi tôi là thằng Dương 9 giờ. Tôi đổ thằng thứ trưởng nào ở Hà Nội vào, thằng bộ trưởng nào mà rủ tôi thân nhau cái đặc, mà rủ tôi quá thằng 9 giờ. Vì thế nó gọi tôi là thằng Dương 9 giờ là thế. Các bạn ạ. Còn cái mẹ mày, có thế thôi. Vì tôi tôn trọng vợ tôi thì tôi sẽ nhận lắm. Mà thế là tôi vẫn nhậu, và thế là tôi vẫn có bạn. Mà tôi về trên nền tảng lên nền trí tuệ, thế là tôi vừa có bạn, tôi vừa có vợ. Tôi không mất ai cả. Ok. Các bạn cố mà hiểu chưa? Thì mày thằng này coi vợ như cái rẻ rách. Còn thằng có nhiều con thì coi chồng như rẻ rách. Mẹ cái loại mày ta lấy 100 đàn cũng được. Thì mẹ con cái thái độ con chứ. Thế là tôi nói rất là thô bạo. Nhưng mà các con rời
nói tới đâu là con các con sẽ liên hệ bản thân tới đó. Thế lớp nó im thế, mẹ biết sai là lè mà không chịu điều chỉnh ấy, còn gân cổ ấy. Nhân tổ số 7, ngày mai người ta làm, người ta mang ơn bạn luôn. Đó là đồng cam cộng khổ. Đồng cam cộng khổ. Mẹ thằng chồng làm ăn tốt thì mẹ yêu chiều hầu hạ, thì mẹ nó thất bại một cái là bắt đầu rủa. Anh nhìn thằng hàng xóm này, anh như thế mà anh gọi là đã đấm mà anh nhìn người ta rủa quá mày. Cho nên là ngày mùng 8 tháng 3 chưa bao giờ tôi tặng hoa với tư cách cho nó xong cả. Và chưa bao giờ tôi nghĩ vợ tôi phải cảm ơn cả, mà tôi mang ơn chứ không phải cảm ơn. Các bạn, mẹ lúc tôi đói như con chó, tôi bảo em hoàn toàn có quyền bỏ thôi. Tôi không hề tính tôi là vậy ạ. Vì tôi cảm nhận tôi không phải thằng đàn ông nữa rồi. Mà tôi xin mở lòng mặc vợ tôi là hoa khôi đẹp ngoài thương nhé. Vợ rất đẹp, cho nên em đẹp thế mà em lấy thằng với tôi thì tôi là đàn ông. Nhưng nếu em cho tôi cơ hội 3 năm thì tôi sẽ cho em về bảo hoàng cho bà con. Vợ tôi bảo không, em cho anh 30 năm. Cho nên mẹ nó ăn mì gói cùng ăn. Cho nên là tôi bị cái trạng thái là tôi lụy người ta. Cho nên chết tôi cũng chơi à. Tôi làm chết chứ còn tôi không để vợ tôi chết. Tôi nói thật như vậy. Thì các bạn mới hình dung là năng suất của tôi nó cao. Bởi vì người ta đồng cảm cộng khổ với tôi. Thì mày nào mày chơi với trò. Thọ giàu thì mày xuống vào mà tao nghèo mày lạt ra với mày sẽ nhận lại từng. Thế thôi. Đây là số liệu chạy hàng của người Mỹ. Nó chạy với những nhân tố nào làm cho nhân tố gia đình tác động đến công việc và cuộc sống và hạnh phúc cá nhân thì nó có 10 nhân tố và chúng ta đang chạy ở nhân tố số 7, nhân tố số 8. Nhân tố số 8 đó là tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị. Tại sao hôm nay tôi lại làm việc hàng này? Thì có một nhân tố là tôi ngồi cà phê một mình buổi tối hôm trước và thì ngủ rồi. Tự kỷ ám thị chính là cà phê một mình. Tôi ngồi, tôi tự khen tôi. Thì người ta gọi đó là kỹ năng tự động viên. Và tôi ngồi, tôi tự thấy cái nhược điểm của tôi và mai tôi phải khắc phục. Cho nên không thằng nào mà động viên và khen để làm việc tốt bằng chính mình khen mình cả. Các bạn à, hết vài những cái mạnh nhất của tôi thì ba cái thằng mặt giặc ấy. Các chị à, cấp cho tôi cái khen. Tôi nhìn cái xe tôi cười chết đi được. Bố mày đang khen chỗ khác chứ mày khen cái đó con ạ. Cho nên tôi cầm cái khen chứ bây giờ tôi cảm giác hưng phấn cả. Khi nào tôi khen tôi thì tôi mới hưng phấn các bạn ạ. Đó là nhân tố số 8, nhân tố số 9. Đó là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi. Các bạn ạ, nếu tôi không sợ hãi tôi làm có thể nói bánh sắp pháo. Cho nên nhiều bạn mới kêu thầy em giỏi lắm nhưng thầy em không dám nói như thầy, cút mẹ thầy mới đi, vì thầy mày bản chất là sợ hãi. Các bạn ạ, mà tôi không sợ hãi. Con người ta nó có 6 cái sợ hãi. Một là sợ đói. Thằng thầy mày sợ mất việc, có dám nói mẹ mày đâu, thì năng suất sao lên. Sợ thứ nhì đó là sợ người khác ghét mình. Mày làm đúng mà mày sợ người ta rỉa mày à? Mày ghét tao, tao yêu mẹ gì chứ mày. Thằng thầy mày không có bản lĩnh. Thế thôi. Sợ thứ ba là sợ tổn thương người đối diện. Sợ nhất là tổn thương cái đúng. Tại sao lại sợ tổn thương cái thằng mà nó sai? Và thứ ba, thứ tư là sợ, sợ già. Thứ năm là sợ sức khỏe. Suốt ngày chiều chuộng bản thân thì mẹ sức khỏe là số 1 cho nên nó có làm được cái trò ấy. Và cuối cùng là sợ chết. Những thằng mà càng sợ chết thì tỷ lệ tao làm giao thông càng cao. Mày à, mày chết nó có số giờ gì con ạ? Thế là vừa rồi có thằng đang ở dưới xà lan dưới sông. Thế mà thì mẹ ô tô nó phi trong cắm đủ đâu rồi. Mới nhận mẹ dưới sông mà tai nạn xe hơi. Mẹ ngồi nhậu về sau bức tường mà còn chết. Thì mẹ hôm nay một cái xe nó chơi cho 4 thằng. Các bạn ạ. Hả? Mẹ gặp mấy thằng bác sĩ ăn cái rau mẹ sói lên, nhìn đâu thấy vi trùng. Rồi kia ra kia tai nạn giao thông. Rồi sợ. Cứ ba cứ mất. Mày đã sợ thì mày không làm được cái trò gì.
Vậy thì bố mày làm được vì bố mày không sợ. Vậy thì con vợ anh đóng đỡ cho chuyện đó. Anh cứ đi làm, anh cứ đấu tranh cho lẽ phải. Em có cái quầy tạp hóa đấy, vợ chồng mình xuống ngoài đảo chơi. Thì tí nữa để giữ hạnh phúc nó không khó đâu. Nhưng các bạn phải rất giỏi trong cái việc hiểu đối tác. Thì tôi phải hiểu vợ tôi và tôi phải hiểu tôi. Đúng mẹ. Sáng dậy mà được cái này là làm việc không biết mày luôn. Thế là của cải nó tuôn ra rào rạt. Mẹ con vợ kêu bây giờ mình nhiều tiền nó đầu tư vào đâu hả? Đầu tư vào đâu ạ? Đầu tư vào anh này là cái đầu tư tốt nhất nhá. Cho bố mày ăn thật nhiều và cho bố mày khỏe. Cho bố mày học nhiều não bố mày tốt. Thì bố mày sủa nhiều tiền lắm. Ngoài à, mày chỉ mới đi nghe mấy thằng mặt giặc ở trên TV. Năm 2020 là kênh nào tốt nhất đấy? Thằng tàu lao, con tàu lao, đầu tư vào bố mày. Đầu tư vào ông anh ruột. Ông thì không ăn, mẹ nó bóp mồm bóp miệng, đầu thì không học. Càng ngu càng hết tiền. Sau suốt ngày thì đem tiền cho mấy thằng đã khóc về ba thằng trêu thì mà vui vẩn. Nhân tố, nhân tố, nhân tố số 10 mà các bạn sẽ có năng suất ngày hôm nay hoặc là rất tốt hoặc là còn có phần tử, đó là ma túy và rượu. Ma túy và rượu các bạn dứt khoát bố mẹ cho về mò thì năng suất của bố mẹ không bị ảnh hưởng các bạn. Mà như thế thì con vợ nhận thức được và thằng chồng nhận thức được thì tí nữa về kỹ thuật giữ hạnh phúc thì mẹ nghe vào 10 cái này là xong, có gì đâu. Bây giờ tôi hỏi chị ngồi chị chấm ngâm cái gì, chị kiểm điểm xem chị dính cái nào ở trên phẩy của chị. Tôi thấy chị ngồi thì mẹ nó ngồi mà nó cầm một trái bia nó uống, mẹ vô tư, một hình ảnh thương hiệu tuyệt vời. Mẹ con đàn bà cầm điếu thuốc hút phẩy tại gì nhiều lắm mà giỏi là giỏi, không bây giờ nó đang đau khổ quá. Còn chị đang phấn khởi, chị có biết chị phấn khởi là nhờ anh ấy giải quyết cho chị 10 cái này. Nhưng chị có làm ngược lại với anh ấy được không? Mà mấy đàn tình yêu hôn nhân gia đình nói đi, 10 cái này chị cũng tiết chờ, tôi cũng tiết chờ này. Tôi đang nói hiện trạng chứ tôi không nói tương lai. Hiện trạng dính nặng được cái gì kiểm điểm đi, xong đứng dậy thì mẹ khoanh tay lại, quay lại xin lỗi chồng em. Thế thì trong cái mặt thì như bí thư chi bộ. Thế là hỏng mẹ cái khoản đầu tiên thôi. Cái mặt không nhám nhở được này. Vì chồng đang đứng chơi này tụt bẹt quần. Thế mẹ nó mới sinh động, nó mới vui. Có hiểu không? Mẹ xong hai vợ chồng đuổi nhau, thế là tình dục xong. Không gì là không thể, chỉ có một cái là không thể, không được vi phạm luật pháp. Đấy là nguyên tắc tuần cùng. Ok. Có đúng không? À đúng à. Nhưng mà mày chưa có gì sao mày tự nhiên mày tưởng tượng ai à? Đây là kiến thức số 2 các bạn ạ. Tình yêu thì tóm lại cuối cùng tình yêu là gì tôi không biết được. Đây là đoạn mồi. Vậy thì tí tình yêu nó liên quan tới cái nền tảng này. Thì tình yêu nó là một cái dạng tình cảm mang tính cảm xúc mà không thằng mẹ nào định nghĩa được. Các chị ạ, nhưng nếu mà nhìn thấy góc độ của khoa học thì các chị thấy nó giải thích hết cũng không được. Vậy thì người ta có nhiều cách tiếp cận này. Nếu mà tiếp cận theo thành tố thì các bạn dễ hiểu nhất. Xong từ cái thành tố khoa học này tha hồ định nghĩa. Bởi vì mình định nghĩa theo bên ngoài. Nếu định nghĩa là đặc trưng thì tự nhiên nó xuất hiện sở hữu. Tự nhiên nó xuất hiện tình dục. Nhưng đấy là hiện tượng thôi. Còn về bản chất tình yêu nó là cái gì? Bản chất nó được hiểu như sau. Nào, ý số 2. Người ta phấn khởi khi người ta có 10 cái đó. Và 10 cái đó mà không có tình yêu không giải quyết được. Vậy tình yêu nó là cái gì? Nó xuất phát từ cái góc vấn đề thế này. Con người ta, các chị và tôi đều giống hệt nhau.
đều là đàn cả, đàn ông hay đàn bà. Từ cái phân tích vừa rồi thì con người ta nó cùng một lúc nó cần 5 cái thì nó mới sống được, và nếu nó thiếu thì nó phải cân bằng lại. Một là nhân tố thể xác, mẹ với tao phải khỏe, và thượng đế nó bắt tao là nhìn thấy gái phải ham thì cái nòi giống nó mới giữ được. Và vì cái ham đó mà tao không đạt là tao chết mẹ tao, vì đó là nhu cầu. Cái thứ nhì là cảm xúc, là phần hồn. Cho nên con người ta nó mất cái này thì nó không thể nào nó làm được. Mẹ con vợ chỉ quất một câu thôi là toàn bộ cảm xúc nó về mò. Mà khi nó về mò thì não nó dồn máu không được. Mà khi dồn máu không được thì mẹ của thằng đàn ông nó như cái quạt trần gãy cánh, mà sang hàng xóm mẹ hát rộn ràng. Là vì con hàng xóm nó mang lại cho tập ôn vật này cái cảm xúc đó các bạn ạ, có hiểu không? Đó. Cho nên là tí nữa con người nó không đạt được cái này thì dứt khoát ta sẽ đi tìm cảm xúc tích cực. Cảm xúc là gì? Là sự dũng cảm của con người về một hiện tượng nào đó. Ta nhìn thấy mày đẹp, ta mới có cảm xúc. Ta nhìn thấy mày nói với tao mà được tôn trọng, tao được tôn trọng, ta mới có cảm xúc tích cực. Còn không tao có cảm xúc tiêu cực thì tao ghét mày. Con người ta cần cái đó. Nó cần cái thứ ba là trí tuệ. Các bạn ạ. Và nếu mà nó lệch một cái thì nó thua. Mẹ đó, mình mệt bỏ mẹ, mãi mới kiếm được đồng tiền. Mà cái con đàn bà của mình nó không tài nào nó hiểu được để kiếm đồng tiền này khó thế nào. Mà công ty thì đang bể, mẹ nó chết mẹ rồi. Nó ra nó kêu bình thường. Ôi đúng rồi. Con này không có não. Cho nên là tôi gặp cái con nó đẹp mơ màng, tôi nói chuyện nó hồi mà tất cả về mò hết. Như vậy thể xác ngon, cảm xúc ngon. Như thế mẹ nói với con ngu, tôi thường tôi vạch mẹ đầu gối, tôi tâm sự với đầu gối. Tôi nói là bây giờ con người nó cần tiền, nó cần yếu tố xã hội. Bây giờ yếu tố xã hội tao gắn với mày suốt đời, nhưng có lúc mày phải rời ta ra. Đồ mẹ đi ăn cưới cũng đi cùng, đi học cũng đi cùng, ngu lắm. Trường Doanh Nhân PR.